ở lại với con, ở lại với con. Trần gian giông tố thuyền con ta đắm chìm, nguy khó trông gai con chắp đôi tay, nguyện Chúa xót thương ở lại với con. Đời bao giông tố con biết tin vào ai và đến nương nhờ ai dẫn đường. Nhìn lên nhan Chúa con chắp đôi bàn tay, nhờ Chúa giữ gìn con luôn mãi. Ở lại với con, ở lại với con. Trần gian giông tố thuyền con xa đắm chìm, nguy khó trông gai con chắp đôi tay, nguyện Chúa xót thương ở lại với con. Nhờ trung thành với bản chất truyền giáo, hàng năm giáo hội lại vui mừng có thêm nhiều anh chị em tân tòng tin theo Chúa. Tuy nhiên, việc truyền giáo không thể chỉ dừng lại ở số lượng những người lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo để gia nhập đạo, mà còn phải tiến xa hơn nữa là chất lượng đức tin, tức là việc giữ đạo và sống đạo. Sống đạo có thể được định nghĩa cách đơn giản là ăn ngay ở lành. Như vậy thì bất kể là tân tòng hay không tân tòng, mọi người đều được mời gọi thi hành. Tuy nhiên, về việc giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, các anh chị em tân tòng rất cần được giúp đỡ, bởi đức tin của các anh chị em đó có thể còn non yếu. Nếu lối sống, cách hành động, cách ứng xử và niềm tin vào Chúa của chúng ta, những Kitô hữu lâu năm chưa đến nơi đến chốn, chắc chắn sẽ gây nên gương mù gương xấu cho các anh chị em ấy. Thật vậy, thay vì làm chứng nhân giữa đời để người khác bước theo, chúng ta lại trở thành phản chứng cho những người mới theo đạo. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta chiêm ngắm Thánh Augustino Nguyễn Văn Mới, một tân tòng nhưng lại có niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Đỉnh cao cuộc đời của thánh nhân là việc chịu đựng hết mọi cực hình tra tấn và cuối cùng dám chịu từ đạo vì niềm tin mà mình mới lãnh nhận. Cậu Augustino Nguyễn Văn Mới sinh năm 1806 tại làng Bồ Trang, còn được gọi là làng Kẻ Bái, tỉnh Thái Bình. Lớn lên trong một gia đình lương dân nghèo, làm nghề nông, cậu có cơ hội tiếp xúc với người Công giáo. Lâu ngày, cậu cảm thấy yêu mến và xin được học đạo rồi lãnh nhận bí tích rửa tội. Sau đó, cậu đã có mái ấm hạnh phúc cùng vợ là một người gốc đạo Công giáo. Điều đáng chú ý trong cuộc đời của cậu là việc theo đạo vào đúng thời điểm triều đình cấm đạo cách gắt gao. Thế nên, cậu chắc chắn biết những hiểm nguy sẽ đến với mình, vậy mà cậu vẫn tin theo Chúa. Không những thế, cậu còn có một đời sống đức tin mạnh mẽ, chuyên chăm đọc kinh sáng tối, siêng năng lần hạt mân côi, chăm chỉ làm ăn, sống đạo hạnh gương mẫu. Sống trên đời rồi ai cũng phải chết, nhưng có những cái chết gây phiền phức cho bao người, những cái chết thật cao cả mà mọi người đều kính trọng và nhớ đến. Phần cậu Augustino Mới, cậu được Chúa cho hưởng phúc từ đạo, và cậu đã chọn cho mình cái chết vinh quang, chết vì Chúa. Nhìn vào gương sáng của Thánh Augustino Nguyễn Văn Mới, giờ đây chúng ta sẽ không còn dám làm phép so sánh về đức tin với những anh chị em tân tòng. Thay vào đó, mỗi người được thức tỉnh tâm hồn mà chăm lo cho niềm tin vào Chúa ngày một lớn lên.
là tân tầng, không có nghĩa là bạn không thể nên thánh hoặc không thể đạo đức bằng những người khác. Là tân tòng, bạn có thể chưa hiểu nhiều về các mầu nhiệm trong đạo, hoặc bạn chưa thuộc nhiều lời kinh, nhưng chỉ cần bạn hiểu rõ điều này là Thiên Chúa luôn yêu thương bạn, người không trả công cho bạn tính theo giờ bạn đến sớm hay muộn, nhưng trả cho bạn theo lòng xót thương và nhân ái của người. Chỉ cần bước qua thánh giá là sẽ được sống và được trở về nhà. Nhưng cậu tân tòng Augustino Nguyễn Văn mới nhất quyết không làm. Không những thế, cậu còn xin gia nhập dòng Ba Đa Minh khi đang ở tù. Làm trái lệnh quan để giữ đạo thì phải chết. Bù lại, cậu Augustino mới được ở nơi vinh phúc, nơi mang lại sự sống đời đời. Ngày 18 tháng 12 năm 1839, cậu Augustino Nguyễn Văn mới được lãnh phúc từ đạo. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, cậu được ghi danh vào hàng ngũ các thánh từ đạo Việt Nam. Lạy Chúa, kể từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng con được mang danh hiệu là Kitô hữu. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con, đặc biệt là các bạn tân tòng, có thể cảm nghiệm được sâu xa niềm vui, niềm hạnh phúc có Chúa trong đời. Nguyện xin Chúa thương thắp lên ngọn lửa mến cho những ai mới tin đạo, để trước hết họ nhiệt tâm trong việc tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích chữa lành. Thứ đến là việc say mê đào sâu đức tin Kitô giáo mà hiểu Chúa hơn, cho ngày sau được hưởng vinh phúc quê trời. Amen. Đời con yếu đuối, xin Chúa ban.